Sáu La Mã, phá các thừa giáo chấp pháp. Các thừa giáo khác chấp lìa ngoại thức thật có các pháp như sắc, hương, vân vân. Như thế nào các pháp này chẳng phải có? Vì các pháp sắc, hương bất tương ưng hành và pháp vô vi của tiểu thừa kia chấp, đúng lý chẳng phải thật có. Vì sắc, vân vân được tiểu thừa chấp gồm có hai thứ. Một là sắc có đối ngại do cực vi tạo thành. Hai là sắc không đối ngại, chẳng phải do cực vi hợp thành. Sắc có đối ngại kia chắc chắn không thật có, vì cực vi năng thành ra sắc ấy chẳng phải thật có. Nghĩa là các cực vi nếu có chất ngại thì hẳn như cây bình là giả chẳng phải thật. Nếu không chất ngại thì hẳn như phi sắc, làm sao có thể tập hợp thành sắc như bình, áo, vân vân. Lại các cực vi nếu có phương hướng và phần vị thì chắc chắn có thể phân tích, tức chẳng phải thật có. Nếu không có phương hướng và phần vị, thời như phi sắc, làm sao hòa hợp lại thành thô sắc, để khi ánh sáng chiếu vào thì hiện ra bóng, như khi mặt trời chiếu vào cây trụ, có bóng và sáng hiện ra hai bên đông tây. Phía đông tiếp nhận lấy ánh sáng, phía tây phát ra bóng. Chỗ nhận ánh sáng và chỗ hiện ra bóng đã không đồng, thì cực vi kia chắc chắn có phương hướng và phần vị. Lại nếu khi mắt thấy và thân xúc chạm các vật như vách tường vân vân, thì chỉ được thấy và xúc chạm phần bên này, chứ không thấy và xúc chạm phần bên kia. Các vật ấy do chính cực vi hòa hợp thành ra, vậy cực vi ấy chắc chắn có phương hướng và phần vị. Lại các cực vi tùy ở chỗ nào chắc chắn có trên, dưới, đông, tây sai khác nhau. Không như vậy thì cực vi như phi sắc không còn có nghĩa hòa tập chung. Hoặc cho rằng cực vi thiệp nhập vào nhau nên không thành thô sắc. Do đó cực vi này quyết chắc có phương hướng và phần vị. Lại đã chấp sắc có đối ngại chính là các cực vi. Nếu cực vi không có phương hướng và phần vị, thì sắc có đối ngại đó cũng giống như cực vi không có cách ngại. Nhưng nếu không cách ngại thì không phải sắc có đối ngại. Thế nên cực vi của các ông chấp quyết chắc có phương hướng và phần vị. Vì có phương hướng và phần vị tức có thể phân tích, đã có thể phân tích thì nhất định không phải thật có. Cho nên chấp sắc có đối ngại và thật có không thành. Hỏi: ngũ thức há không phải có sắc làm sở y sở duyên đó sao? Đáp: tuy không phải không sắc, nhưng sắc đó là do thức biến, nghĩa là thức sanh khởi do năng lực nhân duyên bên trong nội thức biến hiện ra tướng tương tự về mắt và sắc, lấy ngay tướng đó làm căn sở y và cảnh sở duyên. Nhưng các căn nhãn nhĩ đây không thể được biết bằng hiện lượng, chỉ dựa qua tác dụng phát sanh thức của nó mà so sánh biết nó có. Và nó chỉ là một thứ công năng, không phải do sắc bên ngoài tạo nên. Sắc có đối ngại bên ngoài về lý đã không thành, thế nên nó chỉ là do nội thức biến hiện, do công năng phát sanh nhãn thức mà gọi nó là nhãn căn, vân vân. Nó là chỗ nương gá phát sanh nhãn thức, vân vân. Cái duyên về sở duyên bên ngoài của nhãn thức về lý chẳng phải thực có, nên phải chấp nhận do tự thức biến hiện làm cái duyên về sở duyên, nghĩa là cái tướng dẫn sanh ra thức tương tự với nó. Các ông chấp nó là cái duyên về sở duyên là không đúng, vì chẳng phải chỉ có khả năng làm phát sanh mà cho là cái duyên về sở duyên. Chớ bảo nhân duyên vân vân cũng là cái duyên về sở duyên của thức. Sở duyên duyên của thức phải có đủ hai nghĩa: một là có khả năng phát sanh thức, hai là làm đối tượng cho thức duyên. Năm căn chỉ có khả năng phát sanh năm thức, chứ không làm đối tượng cho năm thức duyên, thì không thể gọi năm căn là sở duyên duyên. Nếu năm căn chỉ có một, nghĩa là phát sanh thức, mà gọi nó là sở duyên duyên, thì nhân duyên, đẳng vô gián duyên
cũng có khả năng phát sanh thức, vô lẽ cũng cho đó là sở duyên duyên cả sao? Hoặc cho khi năm thức nhãn, nhĩ, vân vân, liễu biệt sắc, thanh, nó chỉ duyên với tướng sắc thanh hòa hợp, tương tự tướng cực vi kia cũng không đúng, vì không phải tướng sắc thanh hòa hợp lại có thực thể riêng khác với cực vi. Vì khi phân tích tướng sắc thanh hòa hợp ấy, thì cái thức duyên các tướng sắc thanh hòa hợp tương tự cực vi kia nhất định không phát sanh nữa. Tương hòa hợp kia đã không thực có, nên không thể nói nó là cái duyên của năm thức. Chớ bảo rằng mặt trăng thứ hai lại có thể làm duyên phát sanh năm thức. Mặt trăng thứ hai do mắt lòa mà có, nó chỉ làm đối tượng trông thấy, sở duyên, chứ nó không phải có thật, làm duyên phát sanh ra thức. Lại chẳng phải các cực vi ở vị trí hòa hợp nhau lại là có thể làm sở duyên cho năm thức, vì trên năm thức không thấy có tướng cực vi, cực vi chỉ có với ý thức. Lại chẳng phải các cực vi sẵn có tướng hòa hợp, vì khi nó không hòa hợp thì không có tướng hòa hợp đó. Lại chẳng phải ở vị trí hòa hợp với khi không hòa hợp, thể tướng các cực vi khác nhau. Cho nên ở vị trí hòa hợp cũng như không hòa hợp, cực vi của sắc vân vân chẳng phải là cảnh sở duyên của năm thức. Có người chấp mỗi mỗi cực vi của sắc vân vân khi không hòa tập thì không phải là cảnh sở duyên của năm thức, nhưng khi ở vị trí hòa tập lần lượt giúp nhau phát sanh ra thô tướng thì làm cảnh sở duyên cho thức. Tướng đó thật có làm cảnh sở duyên. Lối chấp này không đúng, vì ở vị trí hòa tập cùng với khi chưa hòa tập, thể tướng cực vi là một. Và vì cực vi của các vật bình, bồn bằng nhau, thì thức duyên theo tướng đó phải không khác nhau mới được. Và vì ở vị trí hòa tập, mỗi một cực vi bỏ tướng tròn vi tế sẵn có của nó. Lại chẳng phải thức duyên tướng thô lại duyên tướng vi tế. Chớ bảo rằng thức duyên các cảnh này lại duyên các cảnh khác, một thức lại duyên tất cả cảnh. Chấp nhận có cực vi còn bị lỗi như thế, huống không có cực vi thật ở ngoài thức mà lại chấp có cực vi ở ngoài thức sao? Do đó biết chắc tướng sắc tương tự từ tự thức biến hiện ra làm cái duyên sở duyên, vì kiến phần nương nơi đó phát sanh, đồng thời mang theo tướng đó. Nhưng khi thức biến, tùy lượng lớn nhỏ, kiếp hiện ra một tướng, chứ không phải riêng biến làm nhiều cực vi rồi hợp lại thành một vật. Vì người ta chấp thô sắc có thực thể, nên Phật nói cực vi để khiến họ phân tích trừ bỏ, chứ chẳng phải Phật bảo các sắc có cực vi thật. Các vị tu du già dùng tuệ giả tưởng đối với tướng sắc thô lần lượt phân tích, cho đến khi không phân tích được nữa, giả nói đó là cực vi. Tuy là cực vi vẫn còn có phương hướng và phần vị, nhưng không thể phân tích được. Nếu phân tích tiếp thì sẽ có tướng gần như hư không hiện ra, không còn gọi là sắc, cho nên nói cực vi là ranh giới cùng cực của sắc. Do đó nên biết các sắc có đối ngại đều do thức biến hiện, chứ không phải do cực vi hợp thành. Các sắc không đối ngại vì là cùng một loại này nên cũng không phải thật có. Hoặc vì không đối ngại giống như tâm, tâm sở, quyết chắc không phải thật sắc. Các sắc có đối ngại, hiện có sắc tướng, lấy lý suy xét, lìa thức còn không có, huống sắc không đối ngại. Hiện không có sắc tướng mà lại có thể bảo nó là sắc pháp thật có ư? Hỏi, biểu sắc, vô biểu sắc, há không phải thật có? Đáp, chúng chẳng phải thật có. Vì sao? Vì như biểu sắc của thân, nếu là thật có thì lấy gì làm thể tánh? Nếu nói lấy hình tượng làm thân thì tức không phải thật có, vì hình lượng có thể phân tích cho đến cực vi thì không thể còn có dài ngắn vân vân. Nếu nói lấy động tác làm thân cũng không phải thật có, vì vừa sanh liền diệt, không có nghĩa động chuyển, vì pháp hữu vi diệt là tự diệt, không cần đợi nhân duyên mới diệt. Diệt nếu còn phải đợi nhân thì không thành diệt. Nếu nói có sắc mà không phải hiển sắc
không phải hình sắc, mà là do tâm dẫn sanh làm cử động tay chân, gọi là thân biểu nghiệp, cũng không đúng lý. Vì sắc đó nếu là động thì bị phá nhân nghĩa trước, nếu là nhân của động thì tức là gió. Song gió không biểu thị, không thể gọi là biểu. Lại nếu gió đây là thân xúc, thì xúc không thông có tánh thiện ác, mà thân nghiệp thì đủ thiện ác. Lại nếu là hương, vị thì không phải hiển sắc, do giới xúc mà biết. Thế nên thân biểu nghiệp chẳng phải thật có, nhưng do tâm làm nhân, do bản thức biến hiện ra sắc tướng nơi tay chân, sanh diệt tiếp nối, chuyển từ vị trí này đến vị trí khác, như tuồng có động tác, biểu thị cái tâm, giả gọi đó là thân biểu. Ngữ biểu nghiệp cũng không phải thật có tánh âm thanh, lấy làm ngữ biểu. Vì âm thanh trong một sát na không biểu thị được chi hết, còn nhiều sát na nối tiếp thì lại không thật. Lại sắc có đối ngại bên ngoài trước đây đã phá, nhưng nhân nơi tâm thứ sáu mà bản thức biến ra tợ âm thanh, sanh diệt tiếp nối, như tuồng có biểu thị, giả danh nói là ngữ biểu thì không trái lý. Biểu sắc đã không thật thì vô biểu sắc đâu có thật. Nhưng y theo tâm tư nguyện vọng, có phần hạng giữa thiện ác riêng biệt, giả lập tên là vô biểu. Về lý cũng không trái, nghĩa là vô biểu đây hoặc y nơi chủng tử tư tăng trưởng, có khả năng phát ra thân và ngữ thiện ác mà lập, hoặc y nơi tư tâm sở hiện hành trong khi thiền định, có khả năng ngăn dứt thân ngữ ác mà lập. Thế nên đó là giả có. Hỏi: trong kinh Đức Thế Tôn nói có ba nghiệp, nay bác thân nghiệp như thế, há không trái kinh? Đáp: đây không phải bác là không, mà chỉ nói nó không phải là thật sắc. Tư tâm sở phát động nơi thân gọi là thân nghiệp, tư tâm sở phát động ra ngữ gọi là ngữ nghiệp. Thẩm tư lự và quyết định tư tương ưng với ý, tác động ý, gọi là ý nghiệp. Tư tâm sở khởi ra nơi thân, ngữ, có sự tạo tác, gọi là nghiệp. Thân và ngữ là đường đi của thẩm lự tư và quyết định tư. Lại nghiệp nhân thiện ác đó sanh ra quả dị thục khổ lạc, nên cũng gọi là đạo, gọi chung là nghiệp đạo. Cho nên bảy nghiệp đạo, thân ba nghiệp, miệng bốn nghiệp, trước cũng đều lấy tư làm tự tánh, hoặc thân biểu, ngữ biểu, không phải nghiệp, do tư tâm sở phát động, giả nói là nghiệp, nó là con đường của tư đi qua, nên gọi là nghiệp đạo. Do đó nên biết, thật không có sắc bên ngoài, mà chỉ do nội thức biến sanh ra, tợ như sắc bên ngoài. Bất tương ưng hành pháp cũng không phải thật có. Vì sao? Vì pháp bất tương ưng hành như đắc, phi đắc, vân vân, nó chẳng như sắc, tâm và tâm sở, có thể có tướng rõ ràng. Không thể có pháp bất tương ưng hành khác với sắc, tâm và tâm sở mà tự có tác dụng được. Do đó nên biết, pháp bất tương ưng hành chẳng phải thật có. Chỉ y nơi phận vị của sắc, tâm và tâm sở mà giả lập, nó nhất định không thể khác với sắc, tâm, tâm sở, mà có thực thể, thực dụng, tôn, vì nó nhiếp vào hành uẩn, nhân, như sắc, tâm, dụ, hoặc vì nó không nhiếp vào tâm, tâm sở và sắc, vô vi, thì ví như cái pháp hoàn toàn không, nên nó nhất định không phải thực có. Hoặc vì nó không nhiếp vào các thực pháp khác, thì cũng như các giả pháp khác, chẳng phải có thực thể. Luận chủ: giả, kia, tiểu thừa, như thế nào mà biết đắc, phi đắc, khác với sắc, tâm, riêng có thực thể, thực dụng? Tiểu thừa đáp: do khế kinh nói vậy, như kinh nói, bố đặc già la, phàm phu, hữu tình, thành tựu thiện ác, thánh giả thành tựu mười pháp vô học, tám chánh đạo, thêm chánh giải thoát, chánh trí phàm phu. Lại nói, hàng vị sanh không thành tựu thánh pháp, các A-la-hán không thành tựu phiền não.
Chữ thành tựu, không thành tựu ở đây là hiển tỏ nghĩa đắc và phi đắc. Luận chủ, kinh không nói đắc phi đắc khác với sắc, tâm riêng có thực thể thực dụng, nên sự dẫn chứng trên không thành. Kinh cũng nói, luân dương thành tựu bảy báo, há phải chính là thành tựu tha nhân và phi tình? Năm báo đầu là tha nhân, hai báo sau thuộc phi tình. Nếu bảo đối với bảy báo có sức tự tại mà giả nói là thành tựu, thì đối với pháp thiện ác làm sao không chấp nhận giả nói như thế mà cứ chấp là thật có đắc? Nếu bảo bảy báo ở ngay hiện tại nên có thể giả nói thành tựu, sao biết riêng pháp thiện ác được thành tựu lại lìa hiện tại mà có? Nếu lìa hiện tại, thời pháp thiện ác thật đúng lý chẳng phải có, hiện tại chắc chắn có hạt giống thiện ác, vân vân. Lại đắc đối với các pháp có công dụng gì thù thắng? Nếu nói đắc có khả năng làm nhân cho pháp sanh khởi, thì lẽ ra nó cũng có thể làm nhân sanh khởi pháp vô vi. Lại tất cả vật vô tri không có đắc thì lẽ ra vĩnh viễn không khởi, và những vật chưa được hoặc đã mất thì lẽ ra vĩnh viễn không sanh, nhưng thực tế nó vẫn khởi sanh. Nếu bảo do câu sanh đắc làm nhân mà khởi lên, thời hai thứ sanh là sanh và sanh sanh của ngươi chấp thành vô dụng. Lại nếu lấy cái nhân đủ ba tánh thiện ác vô ký làm câu sanh đắc, thì thiện ác vô ký nên khởi ra một lần. Nếu phải chờ duyên khác nó mới khởi, thì đắc trở thành vô dụng. Nếu đắc đối với pháp chính là cái nhân không mất, loài hữu tình nhờ đó mà thành tựu thiện ác. Nhưng các pháp thiện ác thành được đều không lìa khỏi hữu tình. Nếu lìa khỏi hữu tình thì không có gì thật đắc. Cho nên đắc đối với các pháp trở thành vô dụng. Đắc đã không thật có thì phi đắc cũng vậy. Nhưng nương các pháp có thể thành tựu nơi hữu tình, mà theo phận vị giả lập có ba thứ thành tựu. Một là chủng tử thành tựu, hai là tự tại thành tựu, ba là hiện hành thành tựu. Ngược lại đây, giả lập tên chẳng thành tựu, phi đắc. Loại này tuy nhiều, nhưng đây đối với địa vị chưa hại vĩnh viễn chủng tử lậu hoặc, do kiến sở đoạn trong ba cõi mà giả lập phi đắc và gọi là vị sanh tánh, phàm phu, vì chưa thành tựu được các thánh pháp vậy. Lại làm sao tiểu thừa biết ngoài sắc, tâm, tâm sở thật có pháp đồng phận? Vì Khế Kinh nói, như Khế Kinh nói, đây là thiên đồng phận, đây là nhân đồng phận, cho đến nói rộng là phần đồng nhau giữa trời và trời, người và người. Luận chủ, kinh này không nói khác với sắc, tâm, tâm sở thật có pháp đồng phận riêng, nên sự dẫn chứng trên không thành. Nếu nói trí đồng, ngôn ngữ đồng là nhân nơi đồng phận mà khởi, nên biết thật có đồng phận. Nếu thế, thời lý đáng cỏ cây cũng nên có đồng phận. Theo định nghĩa, đồng phận chỉ để nói về loài hữu tình. Lại nhân nói, đồng phận mà khởi trí biết đồng, ngôn ngữ đồng, thì đồng phận lại nên có đồng phận khác nữa. Nhưng kia đã không vậy, thì đây sao lại vậy được? Lại nếu bảo do đồng phận làm nhân mới khởi sự việc đồng, ý muốn đồng, nên biết thật có pháp đồng phận. Nói vậy cũng không đúng lý, vì do tập quán về trước làm nhân mà khởi lên sự việc đồng, cần gì phải chấp thật có pháp đồng phận riêng làm nhân. Nhưng y nơi phận vị sai biệt của thân tâm tương tự giữa các hữu tình mà giả lập đồng phận. Lại làm sao biết khác với sắc, tâm, tâm sở thật có mạng căn? Tiểu thừa đáp, do Khế Kinh nói, như Khế Kinh nói, có sức sống, hơi nóng và thức là ba, thọ, noãn, thức, nên biết có mạng căn được gọi là sức sống. Luận chủ, kinh này không nói khác với sắc, tâm thật có thọ thể, nên dẫn chứng đó không thành. Lại trước đã thành lập nghĩa sắc, noãn, không lìa thức, nên biết ở đây xa lìa thức cũng không có mạng căn.
vì mạng căn là một phần của sắc. Lại nếu mạng căn thật có khác với thức, thì nó cũng giống như thọ và tưởng vân vân, chẳng phải thật mạng căn. Hỏi: nếu không có ba pháp như vậy, tại sao kinh nói có ba pháp thọ, noãn, thức? Luận chủ: vì nghĩa có sai khác nên nói có ba, như nói bốn chánh đoạn. Chỉ có tinh tấn mà vì nghĩa có sai khác nên nói là bốn. Hỏi: đã không có thức thì ở địa vị vô tâm, thọ và noãn lẽ phải không có? Đáp: đâu phải kinh không nói thức chẳng lìa thân đó sao? Hỏi: nếu thức không lìa thân như vậy thì sao gọi đó là địa vị vô tâm? Đáp: ở địa vị kia chỉ việc chuyển thức mà gọi là vô tâm, chứ không phải việc a lại gia thức. Lý do có thức a lại gia này sau đây sẽ nói rõ. Chính thức a lại gia này đủ làm cái thế cho ba cõi, sáu thú, bốn loài sanh. Đó là quả dị thục biến khắp hàng tương tục, chứ khỏi phải nhập chấp riêng có mạng căn thật làm gì. Nhưng y nơi chủng tử thân sanh ra thức thứ tám này, nó do công năng sai biệt của nghiệp trước dẫn dắt đến nơi chốn và tồn tại trong thời gian nhất định mà giả lập đó là mạng căn thôi. Lại làm sao tiểu thừa biết hai định vô tâm là vô tưởng định và diệt tận định, và quả dị thục trời vô tưởng khác với sắc, tâm, tâm sở có thật tự tánh? Tiểu thừa đáp: nếu không thật có hai định vô tâm và quả dị thục vô tưởng thì không thể ngăn tâm, tâm sở làm cho không hiện khởi. Luận chủ: nếu ở địa vị vô tâm có pháp thật khác với sắc, tâm, có khả năng ngăn tâm, tâm sở không cho khởi mà gọi là định vô tâm, nếu thế khi vô sắc lẽ phải có pháp vô sắc riêng khác với sắc, tâm làm chướng ngại sắc mà được gọi là vô sắc định hay sao? Kia đã không thế thì đây sao lại thế? Lại làm ngăn ngại tâm cần gì phải có thực pháp, như đê điều là pháp giả cũng có thể ngăn ngại được. Nghĩa là khi tu định, đối với định có sự gia công, nhàm chán tâm, tâm sở thô động, phát tâm kỳ nguyện thù thắng, ngăn tâm, tâm sở, khiến tâm, tâm sở dần dần vi tế, nó hung vào dị thục thức, thành chủng tử nhàm chán tâm một cách cực mạnh, do sự làm tổn hại và uống dẹp chủng tử tâm đó, mà tâm thô động tạm thời không hiện hành. Và nương nơi phận dị tâm không hiện hành đó mà giả lập hai định vô tâm. Vì chủng tử này lành nên định cũng gọi là lành. Người tu định vô tưởng trước hết cầu quả dị vô tưởng, huân thành chủng tử, chiêu cảm thức dị thục ở cõi trời vô tưởng. Ở đây những tưởng thô động giữa thức dị thục không còn hiện hành. Ngay nơi phận dị đó mà lập là định vô tưởng giữa thức dị thục mà lập, nên được gọi tên dị thục. Cho nên biết ba pháp vô tưởng định, diệt tận định, vô tưởng dị thục, vô tưởng quả cũng không phải thật có. Hết cuốn 1 theo bản Hán.